Vâng, xin chào quý chú ba anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bãi. Hôm nay em lên tập số 79 về đồ nghề và bonsai. Anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật các tập mới. Chốt hàng thì mình cứ điện thoại hoặc là nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề, thì chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship. Đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm giùm em 10.000 tiền phí ship. Mình ship code nhận hàng thanh toán. Đồng giá là 30.000 một đơn. Rồi em xin đi vào chi tiết tập số 79, bắt đầu từ mã là 371. 371 là một lưỡi cưa gỗ, hàng mới chưa sử dụng của hãng Global Saw của Nhật ha. Và cái này anh chị mình có thể mình cưa gỗ, cưa nhựa hoặc là nhôm, xài cho máy cắt cầm tay. Phần cốt ở giữa là 2 xăng, răng hợp kim mới chưa sử dụng nhưng chưa ăn cốt là 2 xăng, đường kính là 14.7 xăng và gồm có 52 răng, vòng tua là 6.000 vòng trên 1 phút nhưng chưa ăn. Vòng tua là 6.000 vòng của công ty là Motoyuki của Nhật ha, Motoyuki Corporation của Nhật nè. Rồi thì anh chị mình thấy khi mà họ thiết kế răng, răng hình thang cân, hình thang chị mình thấy là cái bề ngoài chỗ này là tầm khoảng là bề sát bên này là tầm khoảng là 1,5 ly ha, 1,5 ly, còn ở trong này là tầm khoảng 1 ly, nên là anh chị mình thấy hiệu quả làm việc khi mà cưa gỗ nó nhanh hơn và có những cái rãnh như thế này. Rồi cái này thì phủ một lớp sơn để mà kháng rỉ tốt anh chị, một lớp sơn anh chị thấy rất là mịn để kháng rỉ tốt. Cái này thì mình mua mới tầm khoảng 800 mấy, thì anh chị muốn thể chốt cái này về xài ha. Hàng mới chưa sử dụng, răng hợp kim của Global Saw của Nhật, sản xuất tại Nhật, mã số 371, giá 150. Em lên mã 372. 372 là một cây, hôm nay thì có rất là nhiều kỳ nên chăng. Cây này thì lên cây này đi. 372 là một cây căng cáp ha, 372. Cây này thì căng cáp dành cho anh chị mình căng cáp khi mà mình có căng trên xe, xe tải, xe máy, mình có đi chợ nhiều đồ nghề cồng cành thì mình xài cái này cũng được. Rồi thì ở bên giữa là anh chị mình thấy tầm khoảng là 15 xăng này, nếu mà anh chị mình tăng đưa ra hết á thì cái này tầm khoảng là hơn 30 xăng ha, ngang như thế này tầm khoảng là 3 xăng đó, mình có thể rút gọn lại hoặc mình tăng đưa ra. Và cái này là bằng thép không, bằng inox luôn anh chị em, bằng inox luôn ha, không có hít 500 đó, bằng inox, kháng rỉ tốt, mình có đi căng cáp dây trên tàu biển cũng được. Cái này chốt cho em một cây tăng đưa cáp, mã số 372, giá là 100. Hoặc là anh chị mình có dằn néo những cây cột hoặc là anten hoặc cột gì đó đừng xài này. 372 ha, 100. 373. 373 thì em lên một một bộ lục giác của hãng là Bonhoeffer của Mỹ. Bộ này thì tình trạng rất là đẹp anh chị, hình như là xài lướt thôi, đầu bí còn nguyên zin này. Và cây này là hình của hãng Bonhoeffer của Mỹ ha. Cây này thì có hai bộ này thì nó bị thiếu anh chị ăn, tại vì hàng bãi về nó hay bị rớt ra nhỏ nhỏ thiếu không thấy á. Thì bộ này anh chị mình thấy lớp ram đen còn này, đầu 6 cạnh vuông vức ha, đầu bí cũng còn đẹp, không có bị cấn dập nha anh chị em. Có cây này như xà lướt thôi này đó. Rồi 2 3 cây 4 5 6 7 cây ha, 4 cây trên 3 cây dưới là 7 cây. Bộ này hệ in nha anh chị em, anh chị nhìn có lưu ý mình xài hệ in thì mình chốt cái này ha. Đó, còn lại là 7 cây anh chị em, 5/16, 1/4, 7/32, 3/16 ha, 9/64 ha, và như cái này chỗ này là như 7/8 gì đó. Rồi một cây nhỏ 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 này. Rồi chiều dài thì tầm khoảng là những cái đầu nó đẹp hết nha chị nha, tầm khoảng 16 xăng, còn cây ngắn nhất thì tầm khoảng là cây ngắn nhất là chắc tay cây này tầm khoảng 2 ly hoặc là 2 ly, tầm khoảng là 8 xăng. Rồi bộ này chốt giùm em bộ lục giác hệ in Bonhoeffer của Mỹ, 373, giá 180. 374, 374 nó lên tô vít ha. 374 có một cây tô vít đi, cây này là một cây tô vít thì ở đây anh chị mình thấy dòng tìm em dòng sản phẩm là Sunflag này, NO307-P ha. Thì ở đây có ghi chữ là cách điện thì em không biết là có cách điện không, electric fruit này đó. Rồi cái này đầu PH2 chị em, cán liền lạc ngon lành, lớp ram, đầu có xà lướt anh chị mình thấy giùm em này, đầu có xà lướt chút nha. Và cây này ở trên này nó có chốt đồng như thế này, không biết cái chốt như thế này bằng thép nha chị nha, bằng thép nha, nó màu giống như màu đồng bằng thép nha chị nha. Rồi cây PH2 này của hãng Sunflag, dài tầm khoảng 25 xăng, có một cái chốt đúc như thế này ở dưới này, ở trong là bằng nhựa trong, nhìn thấy bên trong luôn rất là chắc chắn. Mã số 374, giá là 100. PH2. 375, 375 thì em có một cây tô vít nhấn, 375, cây này tô vít nhấn, dòng sản phẩm của Vercel, No 1500 ha, dài là 30 xăng này đó. Mình rút gọn là như thế này, anh chị mình có thể mình gắn những cái lưỡi khác vô, những cái đầu vít khác vô mình sử dụng ha. Đây cây đầu là đầu khoảng PH1 nguyên zin ha, đầu PH1 đẹp này. Khi mà anh chị mình chưa nước sơn đỏ trên phần gỗ còn đẹp nha, mạ bóng không có bị chóc mạ ha, tình trạng cây này còn đẹp, hoạt động trơn tru. Rồi khi mà anh chị mình rút gọn nhất thì dài tầm khoảng 26 xăng, tăng đưa ra thì anh chị mình thấy chữ tốt và smooth này, thì anh chị mình đây là ngưng ha, cố khóa lại, còn anh chị mình mở ra thì bung ra này.
Và khi anh chị mình mở ra thì nó dài tầm khoảng hơn 30 cm ha. 30 cm là phần cán thôi, còn cái phần đầu vít anh chị mình gắn vô nó tầm khoảng chắc tầm khoảng 4 cm nữa. Rồi, mình nhấn bình thường hay ra mình nhấn con này. Đảo chiều thì anh chị mình xài chỗ này này. Đó, đảo chiều nó đóng ra. Còn ở giữa cố định là anh chị mình sẽ khóa lại ha, không có di chuyển được. Đó, nó cố định đúng như thế này. Cây này thì tình trạng còn đẹp ha. Nếu mà mình cần xoay nhấn mình vặn vít nhiều thì anh chị mình xài những cây này. Rồi cây này khi khóa lại anh chị mình bật bật có cái nút này ha. Rồi mã số 375, một cây tô vít nhấn của Vietcell nô 1500 dài 30, mã số là 375, giá là 220. Cây này còn đẹp ha. 376. 376 thì em có một cây tô vít, cây này đầu 1/4. Anh chị mình xài chung với bộ khẩu 1/4 ha. Cây tô vít đầu 1/4 này của hãng Beta của Ý, hàng mới chưa sử dụng, liền lạc ngon lành, nhựa cứng màu cam và nhựa mềm màu đen, bọc bên ngoài cầm chống trượt ha. Đầu 1/4 mới chưa sử dụng này. Có cục bi, nhận xài chung với bộ khẩu 1/4, chiều dài tầm khoảng 17,5. Mã số 376, giá là 120. 377. Ở 377 ở đây em có một cây kìm cắt cộng lực ha, 377. Anh chị mình có cắt thép hoặc là cắt gì nhỏ nhỏ đó, dây kẽm, dây kẽm gì đó thì anh chị mình xài cái này. MCC của Nhật ha, Japan, có một cái lò xo đây. Thì anh chị mình có thể mua nguyên cặp luôn, mua một cây này 377 là giá 120 ha, 378 giá là 140, anh chị mua nguyên cặp 250. Rồi, cái này thì về anh chị mình làm cái chốt này, với anh chị mình lấy cái lò xo này mình thay qua ha, để anh chị mình dùng cái chế độ mà bóp cho nó đỡ bị mỏi tay á. Thì anh chị xài này. Rồi, đây là phần đầu anh chị ăn, đầu thép. Đó. MCC ha, cái này anh chị mình cắt dây kẽm hoặc là cắt lưới B40 thì anh chị mình sẽ sử dụng những cái này. Cắt cộng lực ha, kìm cắt cộng lực, cắt xong chị mình bẻ ha, tiếp theo anh chị mình bấm kẽm lưới B40. Đó. Rồi, cây này. Cái này thì không có là xo, anh chị ăn về bỏ thêm miếng dầu vô giùm em. Cắt xong anh chị mình phải bẻ ha. Kìm cắt cộng lực. Cắt dây chì với kẽm. Rồi. Cắt xong anh chị mình bẻ ha. Rồi cái này anh chị cũng chốt giùm em. Còn phần răng đẹp anh chị ha, phần răng đều nè, phân xước vẫn còn nha, phân xước vẫn còn, răng đều tăm tắp. Đó. Chiều dài của cây này tầm khoảng là 21 cm, hàng của MCC Nhật Bản, kìm cắt cộng lực. Rồi, mã số là 378, giá 140. 377 thì giá là 120 ha. Anh chị mình có thể mua nguyên cặp này là 250. Đó. Vân xước dọc vẫn còn ha. Cái này thì dính nước hơn chút xíu, hơn có chắc cái lớp sơn này chút xíu thôi, chứ còn răng ngàm này kia cũng còn đẹp để mình sử dụng. Dài 21 cm. 377, 378. Rồi em lên mã số 379. 379 qua một cây kìm anh chị ha. 379 là một cây kìm. 379 là một cây kìm mỏ quạ. Cái này thì có cái chế độ tự động này, kéo ngay. Rồi, cái này là Baco Edgo của Thụy Điển ha. Phần răng thì anh chị mình thấy có xà lướt nên nó có bị cấn hai ba răng chỗ này. Mỏ bên này thì anh chị mình thấy có một cái dấu cấn bên ngoài này, phân xước nhỏ bên ngoài ha. Đó. Nói chung là cây này thì thép đen, thép rèn, drop forgive nên anh chị mình xài bền cứng cáp. Và họ cũng có xà lướt rồi ha. Xà lướt. Mặt mày thì láng, có bị và cái dấu cấn thôi chứ còn không có bị nhăm nhăm thép anh chị ha. Thép bóng láng. Baco Edgo ha, made in. Cây này không được sản xuất tại Thụy Điển mà sản xuất tại Pháp luôn ha. Made in France của Pháp luôn. Baco Edgo. Đó. Phần cán thì anh chị mình thấy là cán bằng bọc bằng nhựa rất là dày. Đây nó hơi có nứt cái cán chỗ này, chút mình về mình đổ keo cho nó khít lại giùm em ha. Rồi Baco Edgo, anh chị mình có thể thấy chữ Edgo này. Và cái này được sản xuất tại cái ngàm nó rất là bự anh chị. Cái này nhỏ nhỏ gọn để anh chị mình bỏ túi, mình bỏ vô ba cái túi đồ nghề anh chị mình đi làm hàng ngày được này. Mình kẹp tối đa tầm khoảng là 36 ha, 36. Nhỏ gọn cho anh chị mình làm bên điện lạnh hoặc là sửa chữa mình xách đi hàng ngày. Cán hơi có chày chày phần nhựa mềm màu đen chỗ này ha. Ngàm mở tối đa 36 ly, chiều dài tầm khoảng là 20.5 cm. Thì cái này thiết kế ngàm này mình có thể mình kẹp hình tròn hoặc là anh chị mình kẹp hình trụ, hình chữ nhật, hình vuông cũng được ha. Cái thiết kế ngàm hình chữ nhật như thế này. Rồi mã số 379, giá là 250. Baco Edgo ha, bỏ quả tự động. 27379. 380. Ở đây em có một cây 380 anh chị ăn, đây là một cây mỏ led gạch gù ha. Cây này thì ở các trang web của anh chị mình bên châu Âu, Mỹ review rất là nhiều, rất là dễ xài. Khi mà anh chị mình đứng vô góc kẹt thì anh chị mình lắp léo như thế này để anh chị mình qua cái đất mới. Đối với mỏ led thông thường thì anh chị mình cần phải vặn đi một đường tròn như thế này ha, 360 độ, nhưng mà cây này thì đặc biệt anh chị mình đứng chỗ mình lắp như thế này thôi. Nó sẽ hạn chế khi anh chị mình làm việc trong không gian hẹp thì anh chị mình nên xài những cây này. Những cây khác anh chị mình không có thể xoay một vòng được như thế này. Rồi cây này thì hàng xà lướt anh chị ăn, mạ còn bóng láng này, hàng của hãng là
Aigo của Nhật. Aigo thì chuyên môn làm mỏ lết gạch gù này. Size 250 ha. Mạ còn đẹp này, xài lướt thôi. Đờ rốt phóng thép rèn. Cái chất thép rèn anh chị mình cầm vô rất là khác biệt. Thép nó cứng hơn, là họ có nhiệt luyện nên là anh chị mình xài. Kể cả dây xích cũng vậy. Những cái này anh chị mình xài nó bền hơn so với thép alloy hoặc là thép chrome vanadium ha. Đó, Japan của Nhật. Size 250 anh chị em. Đứng chỗ mình lắc thôi. Mạ còn đẹp này. Rồi anh chị mình thấy ngàm bên trong rất là đẹp ha, ngàm bên trong thẳng tắp này. Rồi ngàm bên này anh chị em có một cái dấu sơ chỗ này thôi, mình sẽ kẹp được tối đa tầm khoảng là gần 30, phi 30 ha. Đây anh chị mình thấy cái con ốc nguyên zin này, cái răng nó nguyên zin ha. Rồi cái này chốt cho em mã số. Khi mà anh chị mình đóng lại thì nó ở cái đây là cái chế độ mà mình có thể mình đóng lại nó như thế này ha, thẳng tắp này. Đó, 380 giá là 400, 381. Ở đây em có một cây này là một cây anh chị mình dùng để máy mài ha, nhưng mà anh chị mình dùng bình hơi. Dùng bình hơi ha, 381. Dùng bình hơi anh chị em, đây, đây là cái chỗ on off này, anh chị mình muốn xài on nó đang chế độ khóa off này, cái dấu tương ứng với dấu chấm. Mình xài on thì anh chị mình kéo qua. Mình xài on thì anh chị mình kéo lên rồi đẩy qua ha. Đó, là cái dấu chấm này qua chứ on là anh chị mình bật. Này anh chị mình chụp đầu nối nhanh hơi vô mình xài thôi. Hàng của hãng Nitokoki, đầu hơi thì anh chị mình xài rất là bền. Rồi Miton ha, anh chị mình tìm là Nitokoki này của Nhật này, đó MAG ha, gạch 40 là sẽ ra thông tin cái này. Đó, mình có thể xem thêm thông tin, cán còn liền lạc ngon lành. Thì nguyên một khối như thế này nó nặng là tầm khoảng, mình gắn những cái đầu lưỡi cưa, lưỡi mài, lưỡi cưa gỗ, cưa sắt hoặc là những cái đĩa nhám để anh chị mình cắt, mình mài thì mình cứ gắn vô thôi. Tổng thể cây này nặng là 1 kg, hơn 1 kg anh chị ăn, gần 1 kg mốt. Đó, có nguyên cái cữ bên ngoài đó là chắc chắn như thế này, nặng tổng thể là gần 1 kg mốt ha. Đường kính anh chị mình xài lưỡi chắc tầm khoảng là 10 cm, mình xài những cái lưỡi cắt 10 cm đổ lại là vừa ha. Ví dụ như là lưỡi này hơi to hơn nè, mình xài cái lưỡi 10 cm đổ lại ha, đâu là cần khoảng lưỡi 10 cm đổ lại là vừa. Đây là một cái lưỡi cắt đa năng nha chị em. Thì mình xài cái lưỡi này là vừa này, cốt 2 xăng xài lưỡi. Cái này lưỡi 10.5 xăng là vừa vô đúng cái này luôn ha, là mình xài thôi. Tại vì khi mà anh chị mình cái vòng bảo vệ thì anh chị mình có thể mình để vô thì nó sẽ vô trong 10.5 là vừa. Rồi. Chụp đầu hơi vô anh chị em. Máy chạy cực kỳ nhạy mạnh nha, mình xài cho nhà xưởng mình xài mài nhiều như là anh chị mình mài gỗ, các xưởng mộc, xưởng gỗ hoặc là anh chị mình xài mà cần đánh bóng nhiều thì mình nên xài những cái này cho nó nhanh nha, và bền, đồ hơi thì xài rất là bền. Đó, máy ngon lành nha, đây là cái độ thổi khí ra rất là mạnh. Ok anh chị đang chụp cái đầu nối nhanh cho mình xài thôi, đây là cái dây hơi. Đó. Đầu mài bằng hơi Nitokoki của Nhật nặng gần 1 kg mốt, mã số 381, giá là 600. Em lên mã số 382. Ở đây em có một sợi dây đai an toàn năng 382, giá là 280. 382 cây này thì hàng xài lướt thôi. Ở đây gồm có một cái móc chữ như thế này để anh chị mình móc vô, và từ đầu này cho tới phần chữ C này, chữ D này là tầm khoảng là 1,5 m anh chị ăn. Từ đầu này tới đầu này là 1,5 m, còn rất là mới ha, có cái phản quang cho anh chị mình đảm bảo an toàn luôn. Hàng của hãng Fujidenko của Nhật ha, đây là sợi dây thừng đó. Tổng thể sợi dây từ cái móc chữ D này cho tới cái đầu này là 1,5 m ha. Ở đây thì có thể tăng đưa thêm một khúc nữa để anh chị mình rơi xuống, nó dài thêm một khúc nó tầm khoảng là 1,3 m, 1,8 m này. Trong cái đoạn này là đoạn dây thừng ha, trường hợp khẩn cấp mình muốn rơi xuống một khúc thì anh chị mình rặt cái bao vỏ bằng nhựa bên ngoài này ra. Rồi đây thì nó hơi có bị chóc nhôm anh chị em, tan tan chút xíu về mình đánh bóng đây chứ còn không có bị ăn chứ thép nha. Đây là phần đai rất là dày dặn, đai dây thừng, đai hông, dây này, đai này dài tầm khoảng 1,15 m, thích hợp cho anh chị mình vòng bụng tầm khoảng là 100 độ lại ha. Đó, xài ngon lành. Đấy, anh chị mình có thể móc thêm những cái móc dây thừng vô để mình đảm bảo an toàn. Đầu này thì hơi có bị tan chút xíu anh chị em, về đánh bóng thôi. Em view rất là cận cảnh chị mình thấy này. Đó,
Rồi dây này chốt cho em mã số là 8382, giá là 280 ha, 382 giá là 280. Một trợ móc an toàn ha. Làm thợ điện hoặc là anh chị mình làm leo ban công, hoặc là anh chị mình dùng để mình gắn những cục nóng máy lạnh để đảm bảo an toàn cũng được. Rồi tiếp theo em lên mã số 383. 383 là có một cây kìm nhọn của hãng Victor size mini ha. Cây này thì lưỡi cắt ngon, mình cắt nhỏ nhỏ nhưng mà kẹp cứng cáp ha, chất thép rèn này. Nên chị mình thấy đen thui rất là cứng cáp. Victor ha, 285, chốt bông hoa này, đó. Cán thì còn liền lạc nha, có trời trời sơn mà không có rách ha. Chiều dài tầm khoảng là 13 cm, kìm nhọn Victor size mini ha, 13 cm. Ngàm thẳng như răng, răng không quấn dập. Để đây là phần lưỡi cắt ha. Thì cái này mình sẽ cắt những cái dây nhỏ nhỏ, dây kẽm nhỏ nhỏ, dây điện nhỏ nhỏ ha. Đó, cắt ngọt nha chị nha. Rồi, mã số 383, 80.000. 384. 384 cây kìm cắt này ha, 384 cây này 80.000. Cái này mình sẽ cắt dây kẽm lớn, dây điện lớn ha. Đó, của hãng Fujiya, cái này thì phần cá nó có chày chày sơ như thế này. Và size lớn, lưỡi cắt thì anh chị mình xài lưỡi cắt là khít ha, cũng có xài lướt. Và cây này đặc biệt là họ làm rớt nó bị gãy cái mũi này. Thì mình ứng dụng mình xài không có sưu tầm cắt kẽm, dây kẽm lớn hoặc là dây điện lớn ha. Fujiya logo Yoyik nội địa Nhật. Chiều dài tầm khoảng là 18 cm. Cái này chốt cho em mã số là 384, giá là 80. Cắt ngọt anh chị ăn, ngon lành. Đó, cắt từ trên xuống dưới ha. Đó. Rồi, 384 giá là 80. 385. Ờ, 385 có cây kìm cắt nha anh chị ăn, 385. Cây này ha, cây này thì rất là đẹp, mình sưu tầm cũng được, xài cũng được này. Đó. À, cán màu đỏ rất là đẹp ha, nhựa bóng láng. Ngàm chéo mình cắt hoặc là mình cắt trực tiếp trên cành bonsai, hoặc là anh chị mình trẻ tẻ cái dây điện đôi cũng được, hoặc là chị mình cắt trực tiếp trên cành bonsai, cắt dây kẽm cũng được. Hai cái lỗ để mình tuốt dây điện ha. Cái này lỗ chắc xuống dây to, lỗ to. Đó. Chắc tuốt lỗ nhỏ ha. Rồi, lỗ to lỗ nhỏ anh chị ăn. Rồi. Về cắt dây điện thì anh chị mình cắt rất là ngọt ha. Ngàm chéo mình cắt trực tiếp trên cành bonsai luôn cũng được, ngàm chéo thẳng không cấn dập. Logo Yoyik nội địa Nhật của hãng là Koyama của Nhật ha. Chiều dài tầm khoảng là 13,5, chốt mã 385, giá là 120. Ngàm thẳng không cấn dập. 386. Rồi một cây kìm cắt ngàm chéo cắt dây điện như kẽm hoặc là cắt trực tiếp trên cành bonsai, hai lỗ, ba lỗ tuốt dây điện luôn ha. Của hãng là Fujiya No 10 của Nhật. Cán thì còn liền lạc màu cam. Chiều dài cái này tầm khoảng là 15,5 cm. Anh chị mình thấy ngàm thẳng ha, ngàm thẳng khít. Rồi, cây này thì cắt rất là ngọt anh chị ha, cắt rất là ngọt. Nãy là cắt xuống cái lỗ anh chị em. Cây này đặc biệt ba lỗ tuốt dây điện ha. Rồi, cây này. Rồi, cắt ngọt anh chị ha. Đây, tuốt dây điện. Ok ha, tuốt. Đó, ngon lành. Rồi, cây này chốt cho em 386, giá 140. 387 anh chị ha. Cây này là một cây kìm cắt tuốt, kìm cắt và bấm cốt. Đó. Size cốt thông dụng từ 1.25 cho tới 5.5, size cốt thông dụng ha. Cây này thì nó hơi có nhăm nhăm thôi. Những cái nốt chân kim thôi chứ còn ngàm là cắt là khít này. Đó. Có chức năng bấm cốt ha, cán liền lạc màu xanh của hãng Fujiya ha. Đó. Gray của Fujiya, cán màu xanh. À, có chức năng anh chị mình bấm cốt và ngàm cắt khít, ngàm chéo. Rồi. Đây là phần ngàm răng anh chị ăn, đây là phần ngàm cắt giùm em. Đó, nó có vài cái vết chân kim bên ngoài. Cây này thì do để nước hơi lâu nó hơi có mặt hơi áo sơ, nhưng mà cắt thì ngon lành anh chị nha. Cắt là rất là bén. Đây. Đó, ngon lành. Rồi. Cây này mã số 387, kìm cắt và bấm cốt của Fujiya, dài tầm khoảng 18,7. Cây này chốt giùm em mã số 387, giá là 200. 388. Ở đây em có một cây kìm điện ha, 388 không có đẹp để sưu tầm nhưng mà chị mình xài thôi. À, Fujiya của Japan, Nhật Bản, cán màu vàng. Đó, có một cái dấu cấn đây ha. Chiều dài của cây này tầm khoảng là 18,7. Rồi, mặt thì nó hơi có nhăm nhăm chân kim nên trang Fujiya này. Đó. Đây là ngàm cắt ha. Rồi, cái này thì mình xài mình kẹp thôi, kẹp đinh, kẹp ốc, kẹp bu lông gì đó chị mình xài cái này. Mã số 388, giá là 100.
Răng thì cũng còn đều để mình sử dụng hơn chị nha. Răng thì cũng không có cấn dập gì nhiều này. Răng còn đều tăm tắp này. Đó. Chiều dài cây này tầm khoảng là 18-7, mã 388-100, 389. Ở đây em có một cây kìm nguội ha, 389. Cây này thiết kế giống như là những cây Mary ha chị ha. Đời cũ, thép đời cũ, cứng cáp này. Chị nhìn thấy có logo chữ S ha. Rồi ram đen còn nguyên zin, lưỡi cắt khít không có hở ha. Có một cái lỗ này là chế, gian cái lỗ là chế tốt cho điện này. Chứ còn ở trên là cắt ngọt. Đó, đó ok ha. Rồi cũng không có ngọt lắm đâu. Cắt thì mình có thể mình bẻ thêm giùm em. Rồi cây này 120 luôn ha, mã 387. Được cái là thép đời cũ rất là cứng cáp. Giống như là những cây mà Mary ba hình ba cô gái hình thoi anh chị. À, logo Zuzic ở địa Nhật của hãng là Kakuri ha, Kakuri Sanyo của Nhật. Dòng này chắc dòng một kiểu như là một xưởng mà lâu đời hộ gia đình ấy, nên là không có phổ biến. Nhưng mà chất lượng à đầu đầu đến hơi có bị mẹ anh chị ha. À, không có mẹ ha. À, nói chung cái đầu đẹp anh chị ăn, cái này dính keo thôi. Rồi cái này mã 120 anh chị ăn, 387-120. 387 ha. Rồi 388. Chất thép thì em thấy nó giống như là Mary đời cũ, ba hình ba cô gái. Cây này là một cây của hãng KTC kìm nguội, nhưng mà cây này thì hít 500 rất là mạnh anh chị ăn. Hít 500 rất là mạnh KTC này, kìm nguội nên chị mình thấy có những cái vân xước để mà chống trượt ha, chứ không có cái vỏ. Rồi, mặt trên lưỡi cắt khít không hở ha, ram đen mặt xước còn này. Đó. KTC anh chị ăn, logo Yojic nội địa Nhật. Răng, phần răng thì có xà lướt, nhưng chị mình thấy giùm em là có tà tà ha, răng cũng có xà lướt chút xíu này. Đó, răng bên này thì đều hơn. Rồi, nhưng mà cây này là size lớn, chiều dài tầm khoảng là 21 cm. Cây này chốt giùm em mã số là 388 ha, giá là 160. KTC ha. Cắt cũng không có ngọt lắm nha chị ha, 160. Size 21 thì về anh chị mình sử dụng để mình làm trong nhà xưởng này kia, nhưng mà được cái là răng nó cũng còn đều để mình sử dụng lâu dài. 21 cm, mã số 388, 160 ha, KTC của Nhật. Rồi em lên mã số là 389. 389 ở đây có một cây 389, một cây để anh chị mình dùng máy bắn vít và xài mở những cái ốc ha. Đây là ốc 8, ốc 10, ốc 12, 13. Ốc 8, ốc 10, ốc 12. Ốc 8 anh chị ăn, sử dụng máy bắn vít của hãng Topman Japan của Nhật ha, Topman. Rồi cái này là ốc 8 này. Đầu từ xài máy bắn vít hay vặn ốc 8 thì anh chị mình xài cái này, vặn ốc 10 thì anh chị mình sử dụng đầu này ha, đầu thẳng tắp đẹp nè. Rồi cái này anh chị mình vặn ốc 12, 13 và 14 ha. Đó, bộ này đủ hết nha anh chị ăn, 2 4 5 cây ha. Đó. Đầu đẹp nha, 6 cạnh vuông vức ôm ốc. Rồi xài cho máy bắn vít mã số 389, giá là 200. Em lên mã số 390. Ở đây thì em có một cái tool an toàn năng, tool này anh chị mình của hãng Nobel của Nhật ha, Nobel của Nhật. Cây này thì khi mà anh chị mình thu gọn lại là tầm khoảng là 16 rưỡi, và khi anh chị mình tung đưa ra nó tầm khoảng 40 ha, 4 tấc. Cái này mã 390 nha anh chị ăn. Cái đầu này bằng đồng mạ kẽm bên ngoài anh chị ăn, mạ chrome bên ngoài nên chị mình thấy là khi nó hơi chảy chảy thì nó lộ cái đồng ra này. Đồng nhưng mà có hít là do cái phần kim loại ở dưới nha chị nha. Còn cái phần này là đồng nó đỡ hít thôi nè. Còn dưới cái kim loại nó hít ha. Rồi. Về anh chị mình gắn vô một cái cọng dây để mình đeo vô tay ha, hoặc là anh chị mình có để mà mình móc lên treo lên cho gọn gàng. Đây thì nó hơi có bị những cái nốt chóc mạ chị ăn, hơi có nốt chóc mạ do mạ là bên em không có đánh bóng ha. Về anh chị mình lấy nhám mình xả sơ qua, hoặc là mình đánh bóng như đó mình đánh bóng. Rồi. Khi mình bung ra nó tầm dưới đây là 30 xăng anh chị ăn, và khúc này tầm khoảng là 10 xăng, là khi mình bung ra là 4 tấc ha. Cây này thì khi anh chị mình thấy cây này thì nó sẽ nhẹ hơn so với anh chị mình mua hàng chung hàng đài, nhưng mà khi mà anh chị mình hoạt động thao tác nó rất là nhẹ và trơn tru á, nó không có bị dịch cục ha. Rồi cân nặng tầm khoảng 280 gram. Rồi 280 gram anh chị ăn. Đó. Rồi cái này mã số 390 ha, 391, hãng Nobel của Nhật anh chị ăn. Anh chị mình thấy chữ Nobel Tokyo của Nhật này, Nobel Kogyo ha. Rồi Tokyo Japan của Nhật ha, cái này là mạ kẽm bên ngoài này nên anh chị mình thấy nó hơi có màu vàng vàng là do nó hơi có ố. Rồi mã số chóc mạ 391. 391 thì em lên một cây kéo bếp 150, bếp Đức hai hình người màu đỏ ha. Cây này thì lưỡi thẳng, không có khá đầy đủ lưỡi, nhưng mà nó hơi có nám nám chút xíu, không có bị nhăm thép gì nhiều đâu, mình cứ xài bình thường thôi.
Rồi chiều dài của cây kéo bếp đứt hai hình người cán màu đỏ này khoảng là hơn 20 cm. Thẳng nha chị em. Đối với cây này về anh chị mình cứ rửa sạch gác lên là được ha. Không có cần bảo quản kỹ. Rồi. Bén nha chị em, rất là bén luôn. Ngon lành. Rồi, cây này mã số là 391, kéo bếp đứt hai hình người 150. 392. Cắt hành, cắt đồ ăn cho bé, cắt rau. Còn nếu mà anh chị mình xài mà mình cắt 391 ha. À 389 ha, 390 ha. 390, 391, 392. Rồi cây này thì cái lực rất là lớn anh chị em. Kéo này là cầm rất là nặng tay, so với cây kéo bướm bình thường là nó sẽ mỏng nhẹ hơn, còn cây này là trợ lực nên anh chị mình xài rất là to để anh chị mình cắt rễ cây. Nhìn cái phần kéo lên chị mình thấy là nguyên zin lớp ram màu đen tới mũi này. Cây này là phun đủ lưỡi hai lớp thép anh chị em, và lớp thép làm lõi, làm lưỡi bén ấy, cũng rất là dày. Nó cao lên tới trên luôn ạ. Vân xước dọc vẫn còn này, cây này thì zin đủ lưỡi anh chị em. Sưu tầm cũng được, xài cũng được. Đây anh chị mình thấy hai cái lớp thép rất là dày lên trên ha. Rồi cái tán này là chắc không có rơ lắc anh chị em, tán là tán zin ạ. Mực in ha, vừa khắc chìm vừa mực in màu đỏ trên phần, màu vàng ở trên phần ram đen này, da dẻ liền lạc anh chị ha, không có bị nhăm ha. Cây này là gần như là đập hộp á. Cây này là anh chị mình sẽ cắt rễ cây, những cái cành cây lớn cũng được ha, rất là dày dặn cứng cáp. Nhìn cái tán anh chị mình thấy khác biệt ha, họ làm khác biệt. Rồi nói chung là cây này cầm lên rất là nặng, đầm tay. À, cắt rễ cây, cắt cành lớn, chiều dài tầm khoảng lưỡi là khoảng 4,5 và dài tổng thể là size 18 hơn này. Mã số 392, giá là 340 ha. Ha, rất là bén, 392, kéo bướm 18 cm. Cây dòng kéo này anh chị mình xài rất là bền. 393, ở đây em có một cây đục dũng hàng mới chưa sử dụng ha. Cây này thì anh chị mình sẽ gắn, cây này thì nó bị rớt mất khâu ha, hàng mới chưa xài, anh chị mình về mình gắn cái khâu tầm khoảng đường kính tầm khoảng là 2 cm giùm em. 2 cm anh chị em, đường kính là 2 cm ha, lọt lòng 2 cm. Rồi cây này là 19 ly anh chị em, hàng chuẩn Nhật ha. Cây này là về anh chị mình nguyên zin lưỡi này, về cây này là về anh chị mình mài cái lưỡi này ha, đường tách hai lớp lưỡi này, còn nguyên lớp keo phủ trên anh chị mình mài. À, có hình trái bầu luôn anh chị em, đó hàng chuẩn ha, quá trời xịn luôn. Rồi có logo anh chị em. Rồi chiều dài của cây này là khoảng 22.5 và bản rộng là 19 ly nha, 19 ly đục dũng. Cây này thì về mài sơ cái lưỡi này, cây này là lưỡi zin chưa mài, chưa có ấy đâu, chưa có mài, chưa có xài, và có hình hồ lô này đó, gắn cái khâu đường kính 2 cm vô nhân chị ăn. 393, 300 đục dũng ha, 19 ly. 394, hôm nay thì em có một cây tỉa, một cây cắt anh chị mình tỉa cành ở trên cao ha, tỉa những cái cành nhỏ nhỏ thôi nha anh chị ăn, tại vì cái lưỡi này thì anh chị mình thấy là nó rất là mỏng, để anh chị mình, cái lưỡi này thì chuyên để anh chị mình cắt hái trái cây ha. Ví dụ anh chị mình hái quả xoài, nó kẹp lại này, quả xoài, quả trứng gà, hoặc là những cái quả trên cao, hoặc là chùm nhãn ở kia, mình cắt xong thì bên này nó sẽ có ngàm nó kẹp lại ha. Anh chị mình thấy rất là mới đây. Rồi cây này khi mà anh chị mình gắn vô thì nó dài tổng là 2 ft ha. Khi mà anh chị mình gắn vô nó dài tổng là 2,5 m, anh chị mình thêm người tầm khoảng 2 m, đó là mình dơ cao lên là được tầm khoảng 4,5 m. Nếu mà mình đứng trên ghế hoặc là thang chị A thì mình sẽ lên cao thêm ha. Rồi hàng này gần như chưa có xài anh chị ăn, cái này là do để bãi dính nước, nó hơi có bị tan cái nhôm này đó, chứ còn nước sơn này, cái đầu này thì anh chị mình sẽ nối vô cái khớp ở trên ha, đó thân nhôm. Mình có thể mình hái trái cây, hoặc là anh chị mình dùng mình tỉa nhánh, tỉa cành trên cao cũng được ha. Nói chung là cây này là tỉa hái trái cây, hoặc là anh chị mình tỉa hái quả, hoặc là anh chị mình dùng để tỉa nhánh, những cái nhánh nhỏ trên cao, cái khóa ha. Cái nói chung là cái cáp ở trong là ngon lành này, khóa lại này. Rồi đây ARS của Nhật anh chị ăn. Rồi cây này mã số là 394 nha anh chị ăn, giá là 700. Một cây hái quả trên cao của ARS, dài tổng là 2,5 m, 2,5 m ha, em đo rồi. 4 cục gạch 5 tấc. Đó, rất là mới ha. Rồi đây phần lưỡi anh chị em. Kéo ra. Đây, mới tinh nha anh chị em.
Đây. Cái này khi mà anh chị mình thấy là cái khóa lóc của nó, cái miếng nhựa này nó bị bể hay nó hơi có bị nứt như thế này, về anh chị mình đổ keo đây, anh chị mình lấy cái ruột xe đạp anh chị mình quấn lại cho nó cứng. Thứ nhất đổ keo vô, thứ hai là anh chị mình lấy ruột xe đạp mình gia cố định vô vô ha. Là được. Còn chỗ này khi anh chị mình xài thì mình sẽ gắn vô rất là nhẹ. Rồi thiết kế cái lưỡi đó. Nói chung là hái trái cây hoặc là anh chị mình dùng để mình tỉa cành nhỏ ha. Rất là bé này, lưỡi nguyên zin mới tinh, còn nguyên lớp mạ chrome bên ngoài của ARS luôn. Rồi. Gỡ ra test cho chị luôn ha. Khi anh chị mình lát vô thì mình gắn vô đây ha. Đây nó có cái rất là dễ lắm. Nó có cái ốc là anh chị mình gắn vô thôi. Các anh chị mình gạt nó qua. Gạt nó qua nè, đó, gạt nó qua, chị mình đẩy cái lóc lên thôi. Đó, là nó cứng cáp để anh chị mình xài rồi. Nên chỗ này anh chị mình khuyến khích là mình lấy cái ruột xe đạp mình bó vô, anh chị mình đổ keo với bó vô cho nó cứng cái miếng nhựa này mình xài ha. Nhựa rất là mới, không có sợ oxy hóa giòn mủ, nhựa trong mới tinh. Tháo ra nha chị nha, tháo ra. Xài xong thì anh chị mình kéo ra gọn, gấp gọn cho gọn trong nhà ha. Tại vì cái cây này nó dài tới 2,5 mét lên. Rồi. Lò xo ok nha chị ha, lò xo mới tinh này, các chi tiết rất là mới. Thôi có bị tan cái thân nhôm chút xíu này ra thôi. Rồi khóa lại ha. Tem giấy còn. Nhôm mới tinh ha. Đây là phần đầu trên. Đó. Lưỡi nguyên zin nha chị ha. Rồi cây này mã số là 394, giá là 700 ha. Em đã lên tới mã 394 tập số 79, anh chị mình thích mã nào nhắn tin điện thoại và số điện thoại trên tiêu đề giùm em. Mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật các tập mới ha. Em xin chân thành cảm ơn.